Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có khuyến cáo đó là các tỉnh, thành phố mà chưa có người nhiễm nCoV thì có thể đón học sinh đi học trở lại bình thường. Trước khuyến cáo này thì nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang gấp rút khẩn trương chủ động phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Những ngày này, cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Minh Thành, thành phố Thái Bình đang tích cực lau chùi bàn ghế, phun thuốc chloramin B, khử trùng và chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang, nhiệt kế. Bên cạnh đó, khẩn trương thống kê theo dõi sát các học sinh đã tiếp xúc với người từ vùng dịch về, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường theo khuyến cáo của ngành y tế và sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian nghỉ thì nhà trường vẫn tiếp tục công tác phòng dịch. Thứ nhất là nhà trường kết hợp cùng với y tế phường phun thuốc diệt khuẩn tại tất cả các phòng học và tại khuôn viên nhà trường, kể cả các công trình vệ sinh của giáo viên học sinh để đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhà trường cũng yêu cầu là các lớp trang bị thêm về nước rửa tay diệt khuẩn khô. Ngoài ra thì ngay trước đó thì nhà trường cũng đã yêu cầu mỗi lớp trang bị một nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt của học sinh trong lúc đi học. Đây là lần thứ 5 các cán bộ giáo viên trường mầm non Vũ Hội, huyện Vũ Thư tiến hành tổng vệ sinh trường lớp tính từ ngày 3 tháng 2 đến nay, sẵn sàng đón gần 700 học sinh trở lại trường. Theo lãnh đạo nhà trường, đây không phải lần cuối cùng nhà trường tổng vệ sinh. Công tác này sẽ được nhà trường thực hiện thường xuyên hơn nữa vào các ngày cuối tuần trong thời gian tới. Khi tổ chức đón học sinh trở lại trường, thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch đó là đón tiếp học sinh tại cửa lớp và tổ chức cho các cháu rửa tay bằng nước sát khuẩn và cũng tuyên truyền phụ huynh là đeo khẩu trang cho các cháu khi đến lớp. Phòng giáo dục đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động liên hệ với trung tâm y tế của huyện, tổ chức tập huấn triển khai các cái phương án cũng như là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời cũng chỉ đạo các nhà trường bên cạnh cái việc cho học sinh nghỉ học thì cán bộ giáo viên sẽ tiếp tục và tăng cường hơn trong cái việc tập trung và công tác phòng chống dịch bệnh ở các nhà trường. Không chỉ riêng bậc học mầm non, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Vũ Hội cũng thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Trong những ngày nghỉ vừa qua thì tất cả giáo viên trong trường chúng tôi thì vẫn đến trường. Thứ nhất là tuyên truyền về cái phòng dịch, thứ hai nữa là tổng vệ sinh lớp học, trường học để phòng chống bệnh corona. Hiện nay, ngành giáo dục đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do nCoV tại tất cả các đơn vị trường học. Đồng thời, lưu ý các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập theo khuyến cáo của ngành y tế và sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.